Hàng nghìn người dân bị cảnh sát giao thông chặn xe để nhận lì xì. Hàng nghìn người di chuyển từ các tỉnh phía Nam về quê ăn Tết và ngược lại đều được cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Nông chặn xe để lì xì bằng cách là phát nước uống, mũ bảo hiểm, khẩu trang miễn phí. Ngoài ra, lực lượng này còn hỗ trợ đắc lực với các cơ quan sở ngành trong phòng chống dịch Covid-19. Ngày 17 tháng 2, Thượng tá Phạm Quốc Lập, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Nông cho biết, trong những ngày Tết Nguyên đán cá cử lực lượng tham gia tại các chốt phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến quốc lộ 14, chúng tôi triển khai nhiệm vụ này thành 2 đợt trước và sau Tết Nguyên đán. Tại các điểm chốt phòng chống dịch bệnh, ngoài việc điều tiết phương tiện tham gia giao thông, chúng tôi còn cấp phát miễn phí nước uống, thực phẩm tới nhiều người dân từ các tỉnh phía Nam về quê đón Tết và ngược lại, Trung tá Lập nói. Báo cáo mới đây của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Nông về kết quả đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trong 7 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu thể hiện tại địa phương này không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Qua đó, cơ quan chức năng đã xử phạt 38 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và tạm giữ 38 phương tiện. Trước thực trạng người dân từ các tỉnh phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương về quê đón Tết gia tăng, Phòng Cảnh sát Giao thông đã bố trí 28 tổ công tác với 168 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các cơ quan ban ngành để phòng chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát dịch bệnh ở xã Đắk Ru, huyện Đắk Rơ Lấp. Theo đó, người dân di chuyển bằng xe máy, ô tô đi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh đều được cảnh sát giao thông cấp phát miễn phí nước uống, khăn lạnh, thực phẩm. Cụ thể, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Nông đã cấp phát hơn 12.000 chai nước suối, hơn 12.600 khăn lạnh, 650kg khoai luộc, 6.100 ổ bánh mì ngọt, thu đổi 2.000 mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng cho người dân. Ngoài ra, đơn vị còn kết hợp tuyên truyền hướng dẫn luật giao thông đường bộ cho 3.560.000 lượt người. Trước việc làm của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Nông, anh Trần Nguyên Ngọc, trú tại huyện Cư Chút, chia sẻ. Hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Đắk Nông đội nắng phát từng chai nước, khẩu trang, đổi mũ bảo hiểm mới cho người dân, đó là những nghĩa cử cao đẹp. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức xã hội mới nhất nhé!